Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đã nghe bảo mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo cho các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai dắt con đi một dặm thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đưa ra một sự so sánh giữa luật Cựu Ước và luật Tân Ước, luật do Thái giáo và Kitô giáo, luật công bằng giao quán và luật tha thứ, luật đền ơn trả quán và luật yêu thương. Và Chúa Giêsu muốn xác định rõ ràng chọn sống theo luật hay chọn sống theo tin mừng. Và Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Qua những lời này chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đi xa hơn luật của Cựu Ước khi Ngài đòi hỏi phải lấy yêu thương đáp lại hận thù. Có như thế mới diệt được tận căn cái ác ở trong lòng của con người. Chúa Giêsu chủ trương một thái độ rất cá biệt, tương phản hoàn toàn với thái độ bình thường: đừng chống cự với người ác. Ở đây Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta đừng lấy oán báo oán, đừng trả thù khi chính mình bị xúc phạm. Chúa Giêsu không ngăn cản chúng ta chống lại những bất công. Ngài cũng không cấm chúng ta tẩy trừ sự ác, vì Ngài đã ra lệnh cho chúng ta là anh em phải là ánh sáng, là muối cho đời. Nhưng cách thức để chúng ta chọn để biến đổi thế giới này, đó là sống hiền hòa, là xây dựng, là tha thứ, đón nhận vô điều kiện. Và Ngài chỉ muốn nói rằng ai đã đón nhận tám mối phúc thật thì chỉ sống đem lại hạnh phúc, bình an cho người khác mà thôi. Và Chúa Giêsu còn dạy thêm rằng nếu ai tát má bên phải hãy đưa cả má bên trái. Ai lấy áo trong thì hãy đưa cả áo ngoài. Ai muốn đi với họ một dặm thì hãy đi hai dặm. Nghĩa là hãy làm hơn những gì người khác muốn chúng ta làm hay người khác đã làm cho chúng ta. Thái độ mà Chúa Giêsu đã nêu ra ở trên khiến chúng ta lầm tưởng có vẻ như là khiêu khích, là nhưng nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy những hành vi ấy mang tính hiền lành, muốn bình an, hạnh phúc cho người khác. Đó là thái độ mà Chúa Giêsu đã có trong đời sống rao giảng tin mừng của Ngài, đặc biệt là trên thánh giá. Ngài đã đón nhận tất cả, không một lời oán giận, không lên án người khác, mà chỉ có lòng
tha thứ. Lạy cha xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết việc chúng làm. Thưa anh chị em, yêu thương không báo thù mà Chúa Giêsu đã dạy làm đảo lộn cách xử sự của con người. Sứ điệp tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy nó vượt quá các giới hạn công bằng giao quán theo kiểu xử sự của con người. Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta một định luật căn bản này, đó là muốn yêu, muốn được yêu như thế nào thì hãy yêu người khác như vậy. Nếu yêu được cả kẻ thù thì hẳn sẽ không còn chuyện mắt đền mắt, răng đền răng, không còn ranh giới giữa bạn và thù, không còn chuyện phe cánh nhóm này nhóm nọ. Lạy Chúa Giêsu, giới luật yêu thương của Chúa muốn chúng con phải vượt lên trên những quy tắc công bằng vay trả của nhân loại. Bởi vì nếu chúng con theo Chúa mà xử sự mạng đền mạng thì chúng con chẳng hơn gì người đời. Lạy Chúa, hình ảnh đẹp nhất mà chúng con cần luôn ghi nhớ là hình ảnh của Chúa trên đồi Golgotha. Dù bị đám đông thù ghét, thị báng, hành hạ, đóng đinh vào thập giá, Chúa vẫn nhịn nhục chịu đựng và cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa mà tha thứ cho những người đã hại đến chúng con, như Chúa đã cầu xin Chúa Cha tha cho những kẻ đóng đinh Chúa. Amen. Anh chị em thân mến, cuộc sống con người mỏng manh và bấp bênh, vì thế con người muốn tìm cho mình một cái gì chắc chắn. Họ nghĩ rằng của cải vật chất hứa hẹn cho con người một chỗ dựa an toàn. Càng có nhiều của cải thì cuộc đời càng vững chắc. Thế nhưng thực tế cho chúng ta thấy tiền bạc, danh lợi, chức quyền, tất cả cũng chỉ là tạm bợ. Cuộc sống trần gian không có gì vững bền, vui qua sầu tới, hợp rồi lại tan, biến chuyển rồi lại biến chuyển. Cuộc đời chóng qua như gió thổi, như mây nổi, như chiêm bão. Cuộc sống này có nhiều thay đổi cùng bao gió sương, chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã từ xuôi tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Đấy là lời hát chúng ta vẫn hát, có thể trong các ngày lễ an táng, có thể trong bất cứ khi nào chúng ta nghĩ về phận người. Vì thế hôm nay Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hãy lo tích trữ những của cải trên trời, nơi đó mối mọt không tài nào đục khoét được nữa, cũng như không thể lấy mất đi được. Thời xưa mối mọt là kẻ thù đáng sợ của nhiều thứ tài sản, nhà cửa đồ đạc có thể làm mồi cho nó. Và rồi kẻ trộm cũng nguy hiểm thực đối với những căn nhà thời ấy. Nó có thể đào ngạch, nó có thể khoét vách, bởi vì bờ đất, bờ tường nhà làm bằng đất bùn, lấy đi những của cải thường mà người ta chôn giấu, cất giấu. Cho nên Chúa Giêsu nói với chúng ta, sự sống này không có cái gì là bảo đảm. Mỗi một người chúng ta vẫn từng nghe người ta hát trong ngày lễ an táng những lời như thế này nữa. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai.
Cho nên chỉ khi nào chúng ta hoàn tất cuộc đời, chúng ta mới thấy giá trị vĩnh cửu của cuộc sống con người. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Vì thế anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đề nghị chúng ta tích trữ kho tàng mà mối mọt không đục khoét được, kẻ trộm không sao lấy cắp được. Đó là thứ kho tàng của việc lành phúc đức, việc thiêng liêng, những việc chúng ta làm theo thánh ý Chúa, những cử chỉ bác ái liên đới, những cảm thông và yêu thương của chúng ta dành cho anh chị em của mình. Kho tàng đấy không những bền lâu mà còn bảo đảm cho chúng ta sự sống vĩnh viễn trên trời. Ngài mời chúng ta đổi mới cách nhìn. Con mắt là ngọn đèn cho thân thể. Đừng nhìn đời bằng con mắt chỉ có vật chất, nghĩa là có thèm muốn, có tham lam, có tích trữ. Nhưng hãy nhìn cuộc sống này bằng con mắt thiêng liêng, nghĩa là bằng cặp mắt đức tin, để thấy Chúa chính là kho tàng vĩnh cửu, Chúa là mãi mãi của chúng ta. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu nói của Thánh Ambrosio đáng chúng ta suy gẫm. Của cải thừa mứa trên thế gian này có ích gì? Chúng không giúp được chúng ta sinh, cũng chẳng cản được chúng ta tử. Chúng ta sinh vào thế gian này trần trụi và chúng ta chết đi mà chẳng mang theo được một xu nào. Chúng ta bị chôn táng mà không đem theo được sản nghiệp của mình. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh những lo toan của con người cho đời sống thân xác đời này để dạy ta hãy chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu đời sau. Dù chỉ sống mấy chục năm nơi trần thế, con người vất vả lo âu xây dựng kho tàng, tích lũy của cải. Đó cũng là việc làm thường tình và cũng cần thiết nữa. Vì trong cuộc sống, nếu không có tài sản của cải, thì thật là khốn khổ cho những lúc bệnh tật, chăm lo cho con cái ăn học, còn các tiện nghi phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Có cuộc sống sung túc khiến cho con người cảm thấy phấn chấn hơn. Nhưng theo như lời của chân phước Conchita, của cải vật chất chưa bao giờ làm thỏa mãn được tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy một cái gì khác rất lớn lao trong thẳm cung tâm hồn tôi. Chúa Giêsu dạy ta một việc hệ trọng cần thiết hơn, cần đến nỗi Chúa như muốn ta bỏ cái việc người ta đang thường làm, mà làm cái việc Chúa dạy đây. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời. Trước hết, anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích chi? Thầy đi để dọn chỗ cho các con, để thầy ở đâu các con cũng được ở đó với thầy. Lời Chúa cho chúng ta biết, ngoài cuộc sống tạm bợ nơi trần gian này, chúng ta còn có nước Thiên Chúa, nơi Chúa dành cho những ai tin tưởng yêu mến người, nơi mà Thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu sắc. Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Quê hương trên trời là quê thật đã sinh ra tôi, một đời dương thế lưu lạc, giờ đây được vời bên Chúa, đấng chủ tể muôn loài, thì tôi còn thiếu chi, buồn chi. Ở đó chỉ có tràn trời niềm vui hạnh phúc vô cùng vô tận. Trên thiên đàng, chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Muốn được như vậy, trước hết, nơi trần thế, tâm hồn chúng ta nên nhẹ nhàng, thanh thoát, không vướng víu tiền tài danh lợi, để lòng trí hướng định về những sự trên trời. Rồi bên cạnh đó, chúng ta tích cực học hỏi giáo lý, siêng năng đọc kinh thánh và suy tư tìm hiểu ý nghĩa đem lại sự sống chân lý, nhất là bàn hỏi với những người có ơn thần khí soi sáng. Mọi lời lẽ về Thiên Chúa, con hãy thích nghe.
những châm ngôn ý nhị con đừng bỏ uổng. Thấy người học tức yên thâm, con năng lui tới, chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ. Sách Hướng Ca, chương 6, từ câu 35 đến câu 36. Thường xuyên đọc sách thiêng liêng, đọc gương các thánh nhân, xem đấy là củ ăn cho linh hồn, soi mình vào gương các thánh. Linh hồn dễ dàng nhận ra những lầm lỗi, yếu kém, những siêu chiều thế tục của bản thân, đồng thời thấy được các ngài đã sống như thế nào mới nên thánh mà noi theo lòng tin của họ. Sách Thiêng Liêng sẽ dạy cho chúng ta hiểu biết phong phú về đời sống đức tin, đường nhân đức. Nhờ cần cù học hỏi, chúng ta sẽ nắm giữ được kho tàng sự sống. Chúng ta cũng nên chú tâm giữ tinh sạch trí lòng và miệng lưỡi. Của cải con ở đâu, lòng trí con ở đó. Hãy lo khát vọng sự vĩnh hằng và tích lũy sự nghiệp nước trời. Chúng ta sẽ bớt thời gian bận biểu chuyện nhân gian, như lời Thánh Teresa Avila nói: đừng đợi gì làm ta xao động và làm ta sợ hãi. Mọi sự đều đang qua đi, Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Sự nhẫn nại chịu đựng đem lại tất cả. Ai có Thiên Chúa thì không thiếu thốn gì, một mình Thiên Chúa đã đủ. Hãy can đảm từ bỏ thế gian như lời Chân Phúc Margaret Colonna: lạy Thiên Chúa đáng mến, con cảm tạ Chúa đã đỡ thân xác của con ra yếu nhược và bệnh nạn, để con càng được thông dong hướng linh hồn của con về Chúa. Để kết thúc, chúng ta cùng đọc lại những lời dạy quý giá trong sách Gương Phúc. Con người sống ở đời chỉ có một việc tối cần là lo phần rỗi, nhưng không có phần rỗi ngoài Chúa Giê-xu. Tin tưởng ở lời Chúa, tùng phục huấn lệnh Chúa, bắt chước các nhân đức Chúa, đó là cái sống cao quý nhất. Bê tha của cải, thú vui, chức quyền mà lãng quên phần rỗi, thiết tưởng không còn thứ phù phiếm nào nghi hại bằng. Chúa Giê-xu, ít gì cho con nếu con chỉ tìm biết những màu nhiệm lớn lao về bản thân Chúa mà không lợi dụng được công nghiệp và ân nghĩa Chúa, không biết cái sống của Chúa và thực hành các nhân đức Chúa. Ít gì cho con nếu con chỉ nhắm mắt đuổi theo cái phù phiếm mà không chiên lo phần rỗi con. Xin giúp con nhận định rõ và cương quyết sống theo gương lành của Chúa. Amen. Đời sống thoáng qua như cơn thở dài, dẫu ai đã từng chịu chất buồn vui. Đời sống hơn thua nhưng đâu ít gì, những lần đưa tiễn bùi ngùi, nhưng rồi đời ta cũng thế. Đài các cao sang hay kiếp mọn hèn, chung phần khổ đau muôn lối, chung phần nặng gánh lo toan, chung phần thân xác bột bèo, chung phần từng khi ngang trái, chung phần một kiếp phù du. Ai ơi xin đừng đem oan đến ơi, ai ơi xin đừng ghét ghét gì hơn, ai ơi thôi đừng gặp lửa tay người, vì người cũng chỉ sống một đời. Sao bé bàng, dẫu cho đã từng hạnh phúc đầy vơi, tìm kiếm bốn chân
rằng trong cõi phàm trần không gì tôn vọng mãi mãi. Hồng tiếc cao sang hay tím một đời, chung phần bề dầu muôn lối, chung phần sầu lúc ly tan, chung phần sương gió một phần, chung phần từng đêm hoang mang, chung phần một kiếp phù du. Ai ơi xin đừng đem oán đền ơn, ai ơi xin đừng ghét ghét gì hơn, ai ơi thôi đừng gặp lửa thay người, vì người cũng chỉ quý ông bà và anh chị em thân mến, sau những giáo huấn về việc thi hành những việc đạo đức trong tinh thần mới, Thánh Matthew tiếp tục ghi lại trong chương 6 sách Tin Mừng của Ngài những hướng dẫn của Đức Giê-xu dành cho các môn đệ để nhận ra đâu là giá trị đích thật của sự vật. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đức Giê-xu đã cho thấy chỉ có Thiên Chúa mới là tuyệt đối, mọi sự trên đời chỉ là tương đối. Tích trữ kho tàng ở trên trời là sử dụng của cải trần gian làm sao để đạt tới Thiên Chúa, đấng là cứu cánh và hạnh phúc đích thật của mình. Điều này có nghĩa các môn đệ cần lập công tích đức cho cuộc sống vĩnh cửu của mình. Và để được như vậy, các ngài cần phải cẩn trọng giữ ý hướng cho ngay thẳng và trong sáng. Mà một lương tâm lành mạnh trong đời sống luân lý và đạo đức ví được như cặp mắt sáng sủa trong thân xác con người. Một lương tâm như vậy sẽ mang lại sự tự do cho các môn đệ đối với tiền của, giúp các ngài quản lý tốt tiền bạc để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Đèn của thân thể là con mắt, vậy nếu mắt ăn tốt thì toàn thân ăn sẽ sáng, còn nếu mắt ăn xấu thì toàn thân ăn sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào? Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu đề nghị chúng ta hãy tích trữ một kho tàng nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vắt lấy đi. Và đó là thứ kho tàng trên trời được tích trữ qua những việc lành mà chúng ta làm theo thánh ý Thiên Chúa. Có một sự khác biệt lớn giữa kho tàng trên trời và kho tàng dưới đất. Tích trữ kho tàng dưới đất khiến chúng ta cậy dựa vào của cải đời này. Tích trữ kho tàng trên trời đòi chúng ta hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta ngừng theo đuổi những kho tàng mau qua để gắn bó với những giá trị thực sự bền vững. Thế giới hôm nay đang sống trong sự bấp bênh triền miên. Càng tiến bộ kỹ thuật lại càng có nhiều bất ổn, bất trắc, nên đời sống vẫn không vì thế mà được thư thái bình an. Nhiều người đã cảm nhận được sự phù du của vật chất và tiếng tăm,
tiền bạc và quyền lực như nước trôi qua kẽ tay, chẳng ai nắm được. Đức Giê-xu mời chúng ta đổi mới cái nhìn, đừng nhìn bằng cặp mắt xấu, nghĩa là bằng cặp mắt thèm muốn, tham lam. Hãy nhìn bằng đôi mắt tốt, nghĩa là bằng đôi mắt siêu thoát và quảng đại. Như mắt sáng cần cho thân thể thế nào, sự khôn ngoan cũng cần cho đời sống tinh thần như vậy. Ít người chịu để ý đến sự mù lòa của trí khôn và tâm hồn, nhưng ảnh hưởng của nó trên con người còn lớn hơn sự mù lòa trên cơ thể. Nếu chúng ta có cặp mắt sáng nhưng không nhận ra sự thật và sự khôn ngoan, để rồi lầm đường lạc lối trong những cám dỗ và tội lỗi của thế gian, người khác bảo sao chúng ta làm vậy, thì mắt sáng có làm lợi gì cho chúng ta đâu. Người khôn ngoan trong Chúa có cặp mắt sáng là người có lựa chọn đúng. Nếu chọn sai là mắt có vấn đề, nhìn không thấy mà chọn lựa bóng tối, sẽ đi trong bóng tối. Đã lựa chọn nền tảng sai thì cả cuộc đời chìm trong bóng tối. Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn khôn ngoan, có đôi mắt sáng để biết chọn lựa, chấp nhận những đau khổ thiệt thòi ở đời này. Đó chính là tích trữ kho tàng trên trời, để sau này được hưởng hạnh phúc đích thật trong nhà Cha, nơi hạnh phúc vững bền mãi mãi. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những ngày vừa qua, phụng vụ giáo hội cho chúng ta nghe lại bài giảng trên núi của Đức Giê-xu được trình thuật trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. Trong bài giảng trên núi, Đức Giê-xu công bố Tin Mừng nước trời và mời gọi đón nhận sống Tin Mừng nước trời. Trước hết, trong cách chúng ta tuân giữ lề luật. Tiếp đến, Đức Giê-xu nói về tương quan đích thực của chúng ta với Thiên Chúa, Cha của chúng ta trên trời, khởi đi từ việc thực hành những việc đạo đức, cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói về tương quan sâu kín của chúng ta với những kho tàng đích thực. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất,
nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Khi nói đến kho tàng, người ta sẽ liên tưởng ngay đến những thứ có giá trị như đất đai, nhà cửa, tài sản, ruộng đất. Nhiều người phấn đấu cả đời để xây dựng cho mình kho tàng đó. Một khi đã có nó, người ta còn phải nghĩ cách để có nhiều hơn nữa. Điều này rất chính đáng vì biết lo cho cuộc sống và tương lai. Tuy nhiên, đang khi xây kho tàng dưới đất cho vững mạnh, thì ta cũng đồng thời xây dựng kho tàng vĩnh cửu trên trời. Chúng ta còn nhớ dụ ngôn người phú hộ trong trình thuật tin mừng Luca. Khi ruộng nương sinh nhiều hoa trái, và khi kho lẫm của ông đã đầy ứ, ông nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng khi thần chết đến thăm ông ngay đêm đó, thì số của cải đó sẽ về tay ai? Thế nên, hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi được. Kho tàng đó là những việc lành phúc đức, là sự chia sẻ, cảm thông và quan tâm giúp đỡ người khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đó là định luật tâm lý tự nhiên của con người. Lòng mình là nơi xuất phát những phán đoán và quyết định. Để lòng mình theo kho tàng dưới đất, nghĩa là không phải mình sở hữu kho tàng nữa, mà là kho tàng sở hữu tâm trí mình và dần dần áp đặt mình theo một nếp sống. Còn để lòng vào kho tàng trên trời, thì lòng trí và cuộc đời sẽ tất bật để hướng về thực tại vĩnh hằng mai sau. Cuộc sống trần gian chỉ là phương tiện, là đường đi về quê trời. Quê trời mới là đích đến, nơi đó có Chúa là Cha đang đón đợi chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng quá thu vén và vun đắp cho kho tàng dưới đất, mà quên hướng về kho tàng trên trời. Giữa cảnh chợ đời bon chen giành giật, người môn đệ Chúa Kitô luôn được lời Chúa Cha vấn và nhắc nhở về cùng đích và ý nghĩa của cuộc đời. Nếu chết là hết, nếu cuộc sống con người cũng chấm dứt như kiếp cỏ cây, thì quả thực chỉ còn một thứ lý lẽ hướng dẫn cuộc sống, đó là lý của kẻ mạnh. Nhưng nếu con người có một phẩm giá cao cả vì mang lấy hình ảnh Thiên Chúa, nếu cùng đích của con người là chính Chúa, thì lúc đó con người chỉ còn một chọn lựa cơ bản chi phối mọi sinh hoạt, là lấy Chúa làm cùng đích và gia nghiệp. Nếu Chúa là cùng đích của cuộc đời chúng ta, nếu Chúa là ngọn đèn hướng dẫn cuộc đời chúng ta, thì lúc đó ta phải loại trừ tất cả những gì có thể làm sai lệch lộ trình đó. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết xây dựng kho tàng trên trời ngay trong cuộc sống của chúng con bằng những nỗ lực dấn thân và chia sẻ của chúng con cho mọi người qua đời sống yêu thương và phục vụ. Amen. Yeah.
con đến nơi. Này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con. Cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao biển, sáng mọi niềm xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi dẫu bụi đường ngập mờ muôn phương. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhiều người nói rằng có tiền là có tất cả, nhưng sự thật không phải thế. Nhà thơ người Na Uy An Gabok thế kỷ thứ 19 đã nói, tiền có thể mua được thực phẩm, nhưng không mua được sự ngon miệng. Tiền có thể mua được thuốc, nhưng không mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được kiến thức, nhưng không mua được sự khôn ngoan. Tiền có thể mua được sự lộng lẫy, nhưng không mua được vẻ đẹp. Tiền có thể mua được trò cười, nhưng không mua được niềm hoan hỷ. Tiền có thể mua được người quen, nhưng không mua được bạn tri kỷ. Tiền có thể mua được người hầu, nhưng không mua được sự trung thành. Tiền có thể mua được sự nhàn rỗi, nhưng không mua được sự bình an. Tiền chỉ có thể mua được cái vỏ bên ngoài, nhưng không mua được cái hạt bên trong. Cũng nói theo kiểu nhà thơ trên, chúng ta còn có thể thêm vào nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn, tiền có thể mua được bằng cấp, nhưng không mua được sự giáo dục. Tiền có thể mua được bảo hiểm, nhưng không mua được sự an toàn. Tiền có thể mua được chiếc giường êm, nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Tiền có thể mua được ngôi nhà, nhưng không mua được tổ ấm. Tiền có thể mua được đài tưởng niệm, nhưng không mua được hạnh phúc vĩnh cửu. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu phân biệt giữa kho báu trần thế và kho tàng trên trời. Kho báu trần thế là những giá trị vật chất hữu hạn, thậm chí ngay cả vàng bạc châu báu, danh thơm tiếng tốt, sự kính trọng, sức khỏe, vân vân, tất cả chỉ có tính tạm thời, không thể tồn tại mãi và có ngày sẽ kết thúc. Nó còn có thể suy giảm mỗi ngày và có thể bị lấy cắp. Trong khi đó, kho tàng trên trời là sự giàu có về tinh thần. Nó không thể bị tấn công hay suy giảm như kho báu trần thế.
kho tàng trên trời không chỉ trường tồn mà còn có giá trị vượt trội. Thánh Phaolô trong thư Philippe nói rằng: "Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người." Chúa Giêsu không bảo chúng ta ghét bỏ của cải trần thế, nhưng Ngài nói: "Đừng tích trữ nó cho mình." Điều đó có nghĩa là của cải trần thế không phải là mục đích của chúng ta, bởi vì ngay cả khi chúng ta có được nó, chúng ta vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng của cải trần thế làm phương tiện để tìm kiếm sự giàu có thiêng liêng mà chỉ có kho tàng trên trời mới có thể mang lại. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta làm giàu bằng cách đầu tư vào sự giàu có thiêng liêng này, như là nhân phẩm, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, tình bác ái, sự kiên định niềm tin vào Chúa và cảm nhận niềm hạnh phúc khi gặp Chúa trong cầu nguyện, trong bí tích và trong việc phục vụ người khác. Cuối cùng là nhận được kế thừa một vương quốc vĩnh cửu, một vương quốc bình an, niềm vui và sự công chính, không chỉ trong cuộc sống đời này mà còn mãi mãi ở đời sau. Vì thế, chúng ta có thể đạt được kho tàng trên trời và tận hưởng nó ngay từ bây giờ, chứ không cần phải chờ đợi ở đời sau. Thánh Phaolô cũng nói về kho tàng trên trời này dành cho những người thừa kế nước Thiên Chúa trong thư Galat như sau: "Hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ." Chúng ta tin rằng nếu chúng ta muốn có một cuộc sống giàu có đúng phẩm chất, chúng ta không thể sống thiếu những hoa trái thần khí này. Nếu muốn biết chúng ta thực sự giàu có như thế nào, chúng ta chỉ cần đếm tất cả những gì chúng ta có mà tiền không thể mua được. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con: "Kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó." Kho tàng trên trời là cả một thực tại ở hiện tại và trong tương lai, dành cho những ai tìm kiếm nó. Xin cho chúng con nhận ra đâu là kho tàng thiêng liêng, có giá trị thực sự và vĩnh cửu, để dành trọn con tim và đời sống chúng con cho kho tàng ấy. Amen. Sang giàu đắm say hoan lạc thế gian vụt qua, khác nào vẻ đẹp hoa thắm sáng nở chiều. Chúa ơi, xin dạy chúng con biết
Quý ông bà và anh chị em thân mến, mở đầu tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy sự tương phản giữa hai loại kho báu dưới đất và kho báu trên trời. Kho báu dưới đất là những giá trị vật chất hữu hạn, nay còn mai mất, vì dễ bị hư hoại do những tác động từ bên ngoài, như bị mối mọt hay mất trộm chẳng hạn. Ngược lại, kho báu trên trời là những giá trị tinh thần, những việc lành phúc đức có giá trị vĩnh cửu và được bảo toàn mãi mãi. Ở những chỗ khác trong tin mừng, Chúa Giêsu cũng nói về sự giàu có trong Thiên Chúa, tựa như việc cất giữ kho báu trên trời. Chúa Giêsu nói rằng, không phải tài sản hay kho báu trần gian đảm bảo cho sự sống của chúng ta, nhưng chính là sự giàu có trong Thiên Chúa. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì chúng ta, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta trở nên giàu có, đến mức chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Thánh Phaolô đã hết lòng tận tụy với Đức Kitô và xem Đức Kitô là kho báu đích thực, như Thánh Nhân đã xác tín trong thư Philippe: tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy sự giàu có trước mặt Thiên Chúa là như thế nào. Thay vì tích lũy kho báu cho mình ở dưới đất, Ngài đã tự hủy mình đi để phục vụ người khác. Ngài đã hiến chính mình cho nhân loại, và việc tự hiến mình này đạt đến mức hoàn hảo ở trên thập giá. Khi Ngài được treo lên thập giá, Ngài vô cùng nghèo khó dưới con mắt của thế gian, nhưng lại vô cùng giàu có trong cái nhìn của Thiên Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta sống tinh thần tự hiến theo gương Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cũng sẽ giàu có trước mặt Thiên Chúa, và sự sống của chúng ta sẽ thực sự được đảm bảo. Tiếp đến, Chúa Giêsu nói đến hệ quả của việc chọn lựa kho báu dưới đất hay trên trời. Đó là lòng trí chúng ta sẽ hướng về điều chúng ta đã chọn. Chúng ta thường đặt tâm trí của mình vào điều gì đó hoặc ai đó mà chúng ta trân trọng và quý mến. Chúng ta cũng phải mất nhiều thời gian để nhận ra điều gì có giá trị thực sự, đáng để chúng ta đặt tâm trí vào đó. Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều người mà chúng ta quý trọng và yêu mến, những người có ý nghĩa rất lớn đến cuộc đời chúng ta. Họ như là kho báu dưới đất của chúng ta. Họ luôn có ý nghĩa đối với chúng ta hơn bất kỳ tài sản vật chất nào mà chúng ta có thể tích lũy. Nhưng Chúa Giêsu ngụ ý rằng kho báu dưới đất dù có quý đến mấy đi nữa cũng không thể so sánh với kho báu vô giá trên trời. Và Ngài chính là kho báu vô giá ấy, kho báu chung cuộc, xứng đáng với tất cả con tim, tâm trí và linh hồn chúng ta, khiến chúng ta cần phải hướng tới vì sự sống vĩnh cửu của chúng ta. Nếu chúng ta nhận Chúa Giêsu là kho báu quý giá nhất của chúng ta, thì theo lời tin mừng, chúng ta đang tích trữ cho mình kho tàng thiêng liêng ở trên trời. Chúa Giêsu là kho tàng vượt lên trên mọi kho báu của con người, bởi vì Ngài là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa khuyên dạy chúng con tích trữ kho tàng trên trời, Chúa muốn chúng con hãy coi Chúa là kho tàng đích thực, như viên ngọc quý giá mà người thương gia tìm kiếm.
Xin cho chúng con, mỗi khi rước thánh thể Chúa, chúng con ý thức đó là dịp để chúng con cảm nghiệm và trân trọng kho báu vô giá này. Amen. Nơi trần đời nổi trôi và đắm đuối lỗi tội, mọi sự là giả dối, là tương đối mà thôi. Chúa tặng ban nước trời là lẽ sống tuyệt vời, là sự thật tuyệt đối, là hạnh phúc đời đời. Xin cho con được như người thương gia, khi tìm gặp viên ngọc giữa chợ xa, dám bán sạch gia tài mình đang có, rồi về mua viên ngọc quý nước trời. Học với người lười ca, biết nhận diện thánh thiện với tội khiên.